tạm giam nam sinh viên sát hại hai cô gái ở Bắc Ninh. Bắt chủ công trình xây dựng bị sập khiến ba người tử vong ở Thái Bình. Cận cảnh vợ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu chồng ngồi gây hỗn chiến. Nghi ngoại tình, chồng sát hại vợ không thương tiếc. Hồ Hoài Anh đã nghỉ việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ thảm án sát hại hai cô gái ở Bắc Ninh, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nghi phạm gây án là Huỳnh Ngọc Thiện. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12, công an phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo tại chùa Đông Lai, phường Trang Hạ đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an phường Trang Hạ ngay sau đó đã đến hiện trường khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án là Huỳnh Ngọc Thiện, sinh năm 2004, ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Quá trình điều tra, công an tỉnh Bắc Ninh xác định Huỳnh Ngọc Thiện đang học trường công nghệ thông tin IT ở Huế, quen thiếu nữ NNA, sinh năm 2007, trú tại phường Trang Hạ qua mạng xã hội. Ngày 4 tháng 12, Thiện đến địa bàn thành phố Từ Sơn và hẹn gặp NNA tại chùa Đông Lai để nói chuyện. Nhận lời, NNA cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã bất ngờ dùng dao ra tay sát hại chị NNA và NNCA, sinh năm 2007, anh DMK. Vụ việc khiến chị A và chị C tử vong, anh K bị thương được đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Thiện dùng dao quyên sinh nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Ngày 12 tháng 12, sau khi sức khỏe ổn định, Thiện được xuất viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt đối tượng gây án để phục vụ điều tra xử lý theo quy định. Chỉ vì mù quáng trong tình cảm mà Thiện đã không kiềm chế được bản thân và hành vi rồi tước đoạt đi tính mạng của người mình yêu, để rồi giờ đây vướng vòng lao lý, mất đi tương lai của người từng được hàng xóm, người thân nhận xét là con người tốt bụng, hiền lành, hiếu thảo. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với mọi người trong chuyện tình cảm. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Liên quan đến vụ việc sập công trình khiến 3 người tử vong ở Thái Bình, mới đây Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ công trình. Theo đó, Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin đã ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diêm Điền, chủ công trình đang thi công đổ bê tông mái bị sập khiến 3 người tử vong, để điều tra về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thái Thụy phê chuẩn. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 12, tại công trình xây dựng thuộc tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy của Nguyễn Văn Đoàn đang thi công đổ bê tông mái thì bị sập. Hậu quả làm 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 5 người bị thương. Điều tra ban đầu xác định, tháng 11 năm 2023, Nguyễn Văn Đoàn thuê mặt bằng đất của ông TXS và bà DTLP tại khu Đồng Miễu thuộc tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy để xây dựng công trình nhà ở và được Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Sau khi được cấp phép, Đoàn đã tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình xây dựng, Đoàn không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công. Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy tập trung điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà đã để liên lụy đến nhiều người, tới đây chủ của công trình sẽ phải đối diện với bản án ra sao cho những việc mình làm. Những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Theo đó, clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng điếu cày phang mạnh vào bàn nhậu chồng ngồi cùng các bạn. Được biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 20 giờ 36 phút ngày 12 tháng 10, nhóm người đàn ông 6 người đang ngồi trên bàn nhậu thì một người phụ nữ mặc áo hồng bất ngờ xuất hiện. Chị này to tiếng quát mắng rồi cầm lấy chiếc điếu cày gần đó, đập liên tục lên xuống bàn khiến những người trong cuộc gần như đứng hình. Trước hành động của người phụ nữ, người đàn ông mặc áo xanh đứng bật dậy, cầm cốc đập mạnh vào người áo đen ngồi cạnh. Tất cả những người có mặt đều lao vào cuộc hỗn chiến không rõ nguyên nhân. Người thì hung hăng đáp trả, người thì cố can ngăn nhưng bất thành. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
số đông chỉ trích hành động nóng vội của người phụ nữ, cũng như người đàn ông áo xanh. Bên cạnh đó, nguyên nhân của vụ ẩu đả khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc. Anh PD hiện đang sống tại Tuyên Quang cho biết, người đàn ông áo đen bị đánh trong đoạn clip là em họ, tên C, 32 tuổi ở Tuyên Quang. Người phụ nữ cầm điếu cày tên L là vợ của một người trong nhóm nhậu. Theo lời anh PD, anh C có quen biết với một người trong nhóm nhậu và được mời đến quán ăn cơm. Anh C vừa ngồi được khoảng 15 phút thì thấy chị L xông vào quán tìm chồng. Cảnh tượng sau đó diễn ra như trong clip. Anh PD chia sẻ, trong khi em anh chưa kịp nói câu nào thì bị anh trai của L mặc áo xanh cầm cốc đập vào đầu. Nguyên nhân dẫn tới hành động này vẫn khiến chính những người trong cuộc không rõ. Ngay sau vụ việc, người nhà đã đưa C đi cấp cứu ở viện. Thanh niên này được chẩn đoán chấn thương sọ não, khâu 17 mũi. Hiện gia đình anh C đã làm đơn, báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video. Trong chuyện tình cảm, ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đã có nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ vì ghen mất kiểm soát và không kiềm chế được hành vi. Như mới đây tại An Giang đã xảy ra một vụ việc đau lòng. Chỉ vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình, một người đàn ông đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người đầu gối tay ấp, khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1975, trú tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, vì sát hại khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là vợ của đối tượng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 12. Chị Lê Thị Cẩm, sinh năm 1982, vợ của Dũng, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 67D1-51530, lưu thông trên quốc lộ 91, chờ theo Dũng phía sau. Khi đến đoạn thuộc tổ 17, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Dũng lấy hung khí là cây dao Thái Lan thủ sẵn trong người, tác động nhiều nhát vào người khiến Cẩm ngã gục tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Dũng bị người dân giữ lại giao cho lực lượng công an. Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận do nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định sát hại vợ. Để thực hiện, Dũng mua con dao Thái Lan giấu trong người rồi đến công ty Cẩm làm rủ đi uống nước. Khi vừa đi được một đoạn thì Dũng ra tay với Cẩm. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tối ngày 13 tháng 12, một đám cháy lớn bùng phát tại cửa hàng đồ mẹ và bé trên đường Trần Văn Xã, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, gây thiệt hại nhiều tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát phía bên trong cửa hàng rồi cháy lan sang bảng hiệu các nhà xung quanh. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng di rời tài sản ra ngoài. Một số hàng hóa, bảng hiệu của cửa hàng lân cận bị bén lửa. Sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Biên Hòa cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã xuất 3 xe chữa cháy và hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên trong cửa hàng có nhiều hàng hóa, đồ đạc dễ cháy nên đã bị hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Mới đây tại tỉnh Bình Dương cũng xảy ra một vụ cháy. Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 14 tháng 12, quán karaoke Gia Hân nằm trên đường DT743C thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc khói ở khu quầy lễ tân tại tầng trệt. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ nhân viên, khách trong cơ sở karaoke đã hô hoán tháo chạy ra ngoài bằng các lối thoát hiểm. Chỉ trong ít giây, ngọn lửa đã lao vào bên trong khiến cả quán karaoke đỏ rực trong biển lửa. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Không lâu sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản bên trong cơ sở karaoke bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Được biết trước đó quán này cũng đã bị công an thành phố Thuận An tạm đình chỉ vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Tối 13 tháng 12, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 10 tháng 11, Công an huyện Mê Linh phối hợp Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên
tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại ngõ 249 Thạch Bàn, phát hiện 4 đối tượng tại đây. Công an huyện Mê Linh đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai mua dây chuyền vàng 4 số 9 tại các cửa hàng vàng bạc rồi đem về chế tác ra sợi dây chuyền khác có hình thức giống với sợi dây chuyền đã mua. Chúng mang sợi dây chuyền đã mua lúc đầu cùng giấy tờ hóa đơn quay lại cửa hàng cầm cố để lấy lòng tin. Vài ngày sau, các đối tượng quay lại chuộc sợi dây chuyền về và dùng sợi dây chuyền bằng vàng kém chất lượng quay lại cầm cố. Bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, nhóm nghi phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt được tài sản của 5 cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Mê Linh. Mới đây, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao nghi phạm trộm xe taxi cho công an phường Bến Nghé, quận Nhất để tiếp tục điều tra. Trước đó khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn phát hiện vụ va quẹt giao thông giữa xe khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh và xe taxi hãng Vinasun mang biển số 50E051XX nên dừng lại để kiểm tra tình hình. Tại đây, tài xế xe khách cho biết người lái xe taxi có dấu hiệu không tỉnh táo, nghi sử dụng ma túy. Cùng lúc đó, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn nhận được thông tin anh Trần Chí Tê, sinh năm 1976, ngụ tại quận 10, là tài xế đến trình báo bị mất trộm chiếc taxi biển số 50E051XX trong vụ va quẹt trên. Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã lập tức tạm giữ nghi phạm trộm xe và mời những người có liên quan đến trụ sở công an phường Bến Nghé, quận Nhất để làm rõ. Tại trụ sở công an, anh Tê cho biết trước đó anh dừng xe taxi tại số 117 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh để đi ăn tối và quên chìa khóa trên xe. Lợi dụng sơ hở này, đối tượng kia đã trộm xe ô tô bỏ chạy. Khi đến giao lộ đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm thì xảy ra va quẹt giao thông với xe khách và bị cảnh sát giao thông bắt giữ. Ngày 13 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1974, trú tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan công an cho biết thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong dư luận, nhân dân. Dù bị xử phạt và được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần, nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn cố tình tái phạm hành vi. Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, 1 bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác. Xin được chuyển sang thông tin khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 14 và 15 tháng 12, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao, nhiều nơi xấp xỉ 30 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 12, miền Bắc giảm nhiệt rất nhanh do gió mùa Đông Bắc rất mạnh tràn về. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Sau đó, ngày 16-17 tháng 12, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16 tháng 12, khả năng trời chuyển rét. Từ đêm 16 đến 20 tháng 12, khả năng trời rét đậm, vùng núi trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Tại Bắc Trung Bộ, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 16 tháng 12, khả năng trời chuyển rét. Phía Bắc, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12, có khả năng xảy ra rét đậm. Trung Trung Bộ, từ ngày 17 tháng 12, có khả năng có mưa, mưa vừa và cục bộ có mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. Chuyển sang thông tin liên quan đến văn hóa giải trí. Mới đây, lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã xác nhận nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nộp đơn nghỉ việc. Phòng tổ chức của trường đã hoàn tất các thủ tục liên quan. Sáng ngày 14 tháng 12, ông Quốc Trung, Phó phòng Hành chính Tổng hợp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết Hồ Hoài Anh đã nghỉ việc tại nhạc viện. Nam nhạc sĩ chủ động xin nghỉ việc và mọi thủ tục hành chính để anh nghỉ việc đã hoàn thành và đã có quyết định chính thức. Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm nhạc công. Anh từng đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc. Trước khi nghỉ việc chính thức vào cuối năm 2022, đại diện khoa âm nhạc truyền thống thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trực tiếp quản lý Hồ Hoài Anh cho biết, nhạc sĩ có thời gian dài nghỉ việc không lương.
Anh cũng bị Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kỷ luật hình thức cảnh cáo vì vi phạm quy định, nội quy quy chế làm việc. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên của khoa âm nhạc truyền thống, đã tự ý ra nước ngoài từ ngày 17 tháng 6 năm 2022 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022 mà không xin phép và để phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận. Ngày 16 tháng 8, giảng viên Hồ Hoài Anh trình diện với Ban Giám đốc Học viện về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo luật viên chức. Theo ông Lê Anh Tuấn, Hồ Hoài Anh là người nổi tiếng. Trong cơ quan, nhạc sĩ này là một viên chức, giảng viên và phải chấp hành các quy định về quản lý cán bộ. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng ồn ào khi du lịch tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha cuối tháng 6 năm 2022. Theo báo chí Tây Ban Nha, hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt và được chuyển đến tòa án, cũng như bị tịch thu hộ chiếu. Sau đó thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ, hai người không được phép rời đảo. Tháng 8 năm 2022, tòa án Palma trả lại hộ chiếu và cả hai có thể về nước từ ngày 3 tháng 8 năm 2022. Sau scandal ở nước ngoài, Hồ Hoài Anh giữ im lặng, hạn chế cập nhật thông tin, hoạt động trên mạng xã hội. Lần hiếm hoi anh xuất hiện là trong mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú. Hồi cuối tháng 9, Hồ Hoài Anh làm đạo diễn chương trình trong live concert của Hoàng Thùy Linh. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.